không kèo mình đã câu xong rồi nè anh em, gắn lại le luôn đây, le đây à, hai dây này là hai dây riêng gối kèn nè, gắn lại le xong rồi mình nhìn không. Chào tất cả anh em, thì hôm nay mình có một cái cặp kèn Toyota Denso nghĩa địa, nghĩa địa nhưng mà kêu rất là hay, Innova, kèn Innova đó. Một cái đèn kèn loại 4 xịn nha, đèn siêu sáng, sáng kinh khủng luôn. Mình sẽ gắn vô cái xe Honda của mình, gắn vô cái xe này. Giờ mình đang gắn vô một cây nè, một cây nằm ở dưới, khó quá. Đây một cây lại dưới, cây sẽ bắt green trên đây. Táo đây gắn một cây thì còn một cây còn lại nè. Cây này còn lại bắt như đây. À, đây còn lại bắt như đó. Còn cái đèn này mình sẽ gắn phía dưới chỗ này hoặc là phía trên. Trên đây anh em thấy sao? Đây được không? Ở dưới đây ha. Đây chắc cũng đẹp. Đây sáng. Tối quá ta. Giờ mình sẽ bắt cái cây này trước, xong mình sẽ gỡ cái đầu này ra. Cái đầu này ra bắt cái đèn. Một cái kèn ở bên trong nữa. Ok, giờ mình sẽ tháo cái này ra cắn cái cây còn lại. Đây, mình sẽ gỡ cái đầu ra rồi thì nó như thế này. Mình sẽ gỡ cái càng riêng của nó ra, mình gắn cái càng bên xô vô ha. Mình tối để cái góc quay này không tối. Mắc cái dưới vô hả? Ừ. Ồ.
ta dưới ta để đủ keo. Yếu ơi. Hai dây này là hai dây cần rin nè. Nếu mà sẽ nấu gà le vô đây. Sử dụng hai dây này luôn. Kẹo mình đã câu xong rồi nè anh em, gắn là le luôn đây, le đây, à, hai dây này là hai dây rin gối kẹo nè, gắn là le sao mà mình nhìn ở anh em nào mà gắn ở nhà thì cứ xem bây giờ gắn thôi, dây chính giữa là dây lửa bình, còn dây cuối này là dây ga hai cây kẹo nha anh em, còn mát thì đã mát sườn rồi, mát là mát thân kẹo rồi nha anh em, thử test thử cho anh em xem nha. Ok. Rồi sao giờ mình sẽ gắn cái cây đèn. Rồi mình sẽ gắn cái đèn dưới đây ha. Nè. Ủa cái đèn đâu rồi? Nè. Gì? Đèn dưới đâu? Điên mày. Điên chứ. Cái gì? Đi gắn đèn đâu? Gắn xe tao mà. Tôi qua đây gắn rồi. Gắn đây mới được. Trời đất ơi. Bây giờ đang gõ gầm lum đi gắn rồi sao đi gắn mà xem rồi. Nè. Đó. Thấy không? Ui. Đây gắn được rồi. Cái đèn này qua đủ bình không? Đủ bình sao? Đủ. Đá đèn thôi mà. Để lấy cái khác thì gắn xe kia nha. Ừ. Nè nhét đồ vô đồ ngủ nè. Anh xin luôn hả? Anh xin nứt luôn hả? Bẻ luôn. Đi chớp tô ta chứ còn chớp lẹ. Chớp tô ta. Sao chớp nổi. Này cũng lẹ quá, chớp này vô cũng nhắm mắt chết. Đá kèn mua hồi sáng á, có gắn vô nhá này, bớt kèn ở nhá này. Má cứ
không nó kèn biết bóp khùng quá. Được không? Sáng lắm nè. Đây, rồi. Những thiếu gì đây? Tâm thiếu nha, về à. Thiếu á. Rồi, không chờ anh em. Xong rồi cái kèn đơn giản rất là đơn giản, anh em tháo ra, tháo cái đầu ra, lắp cái kèn mới vô, tháo cái kèn cũ bỏ. Đây cái kèn cũ rin đây. Tháo cái kèn rin ra bỏ. Gắn cái kèn lên xô một cây, đây một cây. Ở dưới đây một cây, hồi nãy nó quay cho anh em xem rồi ha. Dưới một cây. Rồi gắn một cục cờ le như thế này, nhỏ như thế này. Là xài thôi ha, rất là dễ. Rồi tham chào tất cả anh em nha. Anh em xem nếu mà hay thì ra chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Phúc với Dũng nha. Cảm ơn anh em với cả hậu đệ nữa. Chào anh em cái hậu. Chào cả anh em nha.